Đấy, quý vị để ý kể cả những cái phần cái cục gót ở đây này, cục gót ở trương này nó cũng dày nhá. Cục gót ở trương này cũng rất là dày và được chạm. Mà được chạm hoa văn rất là đẹp. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bạn nha. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày cuối tháng 11 năm 2020. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì nhà em có hoàn thiện mộc lên xong hai bộ ghế tần thủy hoa của một khách hàng ở tại Phú Ninh, Phú Thọ, gia đình nhà bác Tú. Thì hôm nay nhà em có con hoàn thiện mộc lên bộ sản phẩm đây. Các bạn quý vị đây thì em có quay lại một video clip để gửi lại bác Tú xem mà cái bộ sản phẩm mình đã hoàn thiện xong cái phần mộc rồi. Thì là bác có đặt một lúc là hai bộ quý vị nhé, đặt một lúc hai bộ giống nhau với quy cách giống nhau cũng như là độ dày dặn và độ vip như nhau. Thì bộ sản phẩm này là bộ sản phẩm hàng thượng, có các thông số kích thước thì là nó dày dặn hơn những hàng phổ thông rất là nhiều. Và hiện tại thì em đang cho anh em thợ là tưới nước vào cái ghế này để cho nó rửa cái phần mọc này, cũng như là để cho quý vị thấy nhìn rõ được phần vân gỗ hơn. Đây. Thì là hai bộ sản phẩm này bao gồm một 6 món thì tất cả là 12 món, và bắt đặt là cho một bộ cho mình và cũng một bộ cho gia đình nữa. Thì đây quý vị này. 100% là chất liệu gỗ hương đá và hàng rất là dày dặn nhé. Đây là hình ảnh của hai chiếc ghế nhỏ này. Hai chiếc ghế nhỏ này thì kích thước là 90 để ngang và sâu là 75. Đó. Toàn bộ là phần yếm ghế là yếm liền hết quý vị. Toàn bộ phần yếm ghế là yếm liền. Khuôn tranh là dày 4 cm, ván dày là 2 cm, hàng rất là dày dặn. Yếm là đục hoa lá tây cũng như là những cái phần tay này, cột này là cột liền khối quý vị này. Toàn bộ phần cột liền khối hết. Đấy, những hàng thông thường là sẽ ghép ở đây. Đấy, cũng như là cái phần trương này cũng vậy. Phần trương này, những cái phần chóp này là liền khối hết. Toàn bộ là liền khối hết. Tay cũng là tay liền khối. Tay liền khối. Và gỗ rất là dày, gỗ chọn lọc đẹp. Hàng thửa. Hàng thửa quý vị nhé. Em xin nhắc lại đây là hàng thửa chứ không phải là hàng phổ thông. Rất là đẹp, gỗ lạt, dày dặn. Như là vân gỗ hương đá tự nhiên. Đây quý vị này. Đây là bộ chiếc ghế này là đây nguyên gỗ mộc này, bên này em tưới nước một cái là vân nó nổi lên như vậy. Đấy, khi chúng ta sơn vào. Khi chúng ta sơn vào thì là vân gỗ nó cũng nổi lên như vậy nhá. Đó, bên này thì là chưa tưới nước là vân gỗ nó còn trắng như này, màu như này. Đấy như này. Khi chúng ta sơn vào thì vân gỗ hương đá nó sẽ nổi lên như vậy, rất là đẹp. Đó. Đây quý vị để ý kể cả những cái phần cái cục gót ở đây này, cục gót ở trương này nó cũng dày nhá. Cục cốt ở trương này cũng rất là dày và được chạm hoa văn rất là đẹp. Đó, còn bốn vách ghế này được là theo mẫu là tứ quý là tùng trúc cúc mai. Đó, bộ theo tượng trưng cho bốn mùa là xuân hạ thu đông. Và toàn bộ sản phẩm là hiện tại làm hàng mới thô mộc thôi, nhà em vừa lên mộc xong thôi, hàng vừa hoàn thiện lên mộc xong thôi, mà chưa đánh dây giáp hoặc chưa cạo nạo gì cả, còn nguyên phần mộc thô phần gỗ thô. Để quay cho bác Tú ở Phú Ninh có thể xem được cái sản phẩm mộc thô trước khi đi vào hoàn thiện. Đó, thì một số khách hàng ở xa không đến, nhiều khi có thể bận hoặc là không đến được trực tiếp cơ sở nhà em ấy, thì khách hàng cũng hoàn toàn yên tâm là em sẽ quay lại những cái clip sản phẩm mộc lúc chưa hoàn thiện chi tiết mộc phần gỗ để cho khách hàng có thể từ xa có thể xem được phần gỗ. Đây, những chiếc ghế trên này. Còn quý vị nào mà có nhu cầu muốn mua sắm hoặc sở hữu những cái bộ nội thất phòng khách mà chất lượng như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0957 50086 và website là đồ gỗ tùng8.com.
Đây, quý vị nhìn này, cái mặt bên trên này cũng đã chưa tưới nước thì là nó chưa nổi vân, nên bây giờ tưới nước xong cái vân gỗ nó nổi lên này, vân gỗ nổi lên rất là đẹp. Đó, thì khi hoàn thiện đánh cái giáp sơn VU vào thì vân nó còn nổi nữa quý vị nhé. Đây mới chỉ là rửa nước thôi, một chút nước là thấy vân đã nổi lên rồi. Cái phần đây, cái phần đây là phần tôn đầu bàn này, kích thước là 75 và sâu là 40. Thì những cái phần đôn này là được đục mẫu là mẫu Lý Ngư Vọng Nguyệt, Cửu Ngư Quần Hội, em xin lỗi, Cửu Ngư Quần Hội, có nghĩa là chín con cá đang quây quần. Đó, bên dưới phần mặt bàn này được đục tích, đục bức tranh, một bức tranh là một bức tranh thuận buồm xuôi gió, nó như là một bức tranh ở giữa mặt bàn luôn. Thì cái phần đục chạm đây là nhà em là khắc CNC rất là sắc nét quý vị nha, thuận buồm xuôi gió này, nghĩa là sẽ thu hút tiền tài và tài lộc vào cho gia đình đấy, vươn thuyền ra khơi, thể hiện những cái ước vọng khát khao của con người. Đây là quay một lượt hai chiếc ghế ở trên này nhá, đây là hai chiếc đèn dài ở trên này. Hơi bị ngược nắng một chút này, hơi bị ngược nắng một chút này, hơi khó nhìn. Ok, vừa rồi em đã lướt hết một vòng chi tiết, đường nét chi tiết của hai bộ ghế này cho khách hàng có thể xem được rồi. Để mọi quý vị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới xưởng Đồ Gỗ Tùng Toán nhé. Đây, hình ảnh tổng thể của hai bộ combo đây, hai bộ Tần Thủy Hoàng tay 12, trương liền, tay liền, yếm liền, ván dày 2 phân, phân tranh 4, phân tranh 4, hàng kỳ đẳng cấp, chất liệu của đá của khách hàng là bác Tú ở tại Phú Ninh, Phú Thọ. Quý nào, quý cô bác anh chị là có nhu cầu thì liên hệ nhé. Ok mọi người.